Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái hành động các bạn phải làm gì khi mà video của bạn vi phạm bản quyền, nhận được khiếu nại bản quyền, hoặc là bạn có thể làm gì khi người khác vi phạm bản quyền đối với bạn. Thì thực ra mấy ngày vừa qua mình thấy có vụ lùm xùm là cái MV của bạn Sơn Tùng, bạn ấy bị xóa khỏi YouTube. Thì sau đấy hôm qua hôm kia thì lại quay trở lại. Theo cái đấy, việc đấy mình theo mình thì nó bình thường, tại vì là khi mà các bạn mà nhận được một cái khiếu nại bản quyền của YouTube ấy, mà kể cả là cái gọi là cái gậy counter strike, tức là cái yêu cầu xóa video khỏi YouTube, hoặc là video của bạn bị xóa khỏi YouTube bởi YouTube nhé, thì bạn vẫn có cái, tức là vẫn có cái hành động, có cái cơ hội để có thể khôi phục lại cái video đấy. Có hai cái, một cái là các bạn có thể kiện thẳng lên YouTube, nhưng mà cái hành động kiện thẳng thì nó hơi mất thời gian và bạn phải ra tòa thì các bạn, người ta mới phán xử cho các bạn là ai là người chủ bản quyền các thứ này nọ, thì cái đấy nó mất thời gian. Nhưng mà cái việc mà dễ hơn ấy, đấy là bạn có thể có một cái phương thức, bạn có thể liên hệ trực tiếp với lại cái người mà chủ bản quyền ấy. Ở trường hợp này chắc là cái bạn sản xuất nhạc, cái bạn sản xuất beat, cái bạn GC gì đấy, nói chung về đạo nhạc đạo nhiếc thì mình không biết. Thế nhưng mà có cái cách để mình có thể liên hệ trực tiếp với cái người chủ sở hữu để yêu cầu họ gỡ bản quyền, tức là gỡ gậy cho kênh của mình. Thật ra là nếu như bạn mà nhận được cái khiếu nại bản quyền, hoặc là các bạn nhận được cái đánh gậy, hoặc là yêu cầu xóa video các thứ, thì cũng đừng hoang mang, tại vì các bạn có thể hoàn toàn các bạn làm một số bước. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Đây đầu tiên là cái video đấy, đi video chúng ta của hiện tại này, của Sơn Tùng. Mình chỉ cho các bạn đây này, video 65 triệu lượt xem này, đã quay trở lại này, được public từ 2 tháng trước, thì bây giờ đã quay trở lại, chắc mới trở lại hôm qua hôm kia thôi, còn mấy hôm trước thì các bạn search thì toàn thấy là không thấy. Đây là cái MV. Thế còn bây giờ nhé, bây giờ mình sẽ vào cho bạn, đây là cái hộp mail của mình này. Hộp mail của bạn nhìn thế này, copyright claim was created này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vừa mới nhận được từ 13 này, 17 này, 21 này, 22 này, 23 này, 23 tháng 2 này. Đâm ra là cái việc mà nhận được khiếu nại bản quyền của YouTube ấy thì rất là bình thường, tại vì trong suốt cái quãng thời gian bạn làm YouTube ấy, có phải lúc nào bạn cũng sử dụng được nhạc không bản quyền rồi, tại vì thỉnh thoảng khi đi quay các thứ ấy, khi đi quay thì bạn bị lẫn mấy cái nhạc có bản quyền vào, thì là người ta sẽ gửi cho mình cái này thôi. Nhưng mà gửi cái này ấy, thì là cái người chủ bản quyền người ta rất là lịch sự, người ta chỉ gửi cho mình một cái claim thôi, tức là chỉ có một cái thông báo để cho mình biết là video của mình vi phạm bản quyền. Bạn hoàn toàn có thể xóa video đấy đi, hoặc là để xóa video để tránh trường hợp mà kiểu phát sinh về sau. Thế còn cái cậu, như cái cậu mà xóa video của Sơn Tùng, là cậu này không lịch sự ở chỗ là cậu ấy biết là bị vi phạm và nghi ngờ cái gì đấy, nhưng người ta có một cái hành động là yêu cầu YouTube xóa video luôn. Xóa video thì cái hành động yêu cầu xóa video đấy thì nó sẽ dẫn đến là một gậy cho cái kênh MTP Entertainment đấy, bây giờ đang ăn một gậy, đúng không? Ăn một gậy thì cái đấy rất là nguy hiểm, bởi vì ba gậy là bạn sẽ bị xóa kênh hoàn toàn khỏi YouTube luôn. Đấy, thì đây là copyright claim. Thì đối với những cái mà video bị vi phạm bản quyền này, Best E-learning này, là Camtasia này, 30% off này, thì bạn làm gì? Nói chung là theo mình ấy, thì bạn xóa luôn đi, bạn xóa luôn các cái video đấy đi để nó không vi phạm nữa, hoặc là bạn có thể thay cái đoạn nhạc đấy. Nếu như mà bạn không nói gì ở trong video mà bạn chỉ có nhạc không ấy thì dễ thôi, thì bạn có thể thay cái đoạn nhạc đấy. Nhưng mà theo mình thì tốt nhất là, an toàn nhất là cứ xóa đi, bởi vì nếu bạn không xóa ấy, sau một thời gian họ sẽ lại cho bạn một gậy. Mà nhiều video như này họ cho bạn ba gậy thì thôi đấy, lại hỏng kênh, đúng không? Thì đây, để mình chỉ cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào trong cái vào trong cái YouTube nhé, để xem được cái video nào của mình vi phạm và ai vi phạm bản quyền đối với mình. Thì các bạn ở trong cái phần YouTube Studio, các bạn đi vào cái biểu tượng kênh của bạn ở đây này, ở trên góc phải này, sau các bạn đi đến YouTube Studio nhé. Đi đến YouTube Studio, đợi đi, internet nó hơi chậm. Thứ nhất là xem video nào của mình vi phạm thì quan trọng hơn, bởi vì mình là người YouTube mà, mình làm YouTube mà, đúng không? Thì các bạn đi đến phần này, đó là phần nội dung. Nội dung nhé, hoặc là nếu mà kênh tiếng Anh của mình thì, nếu mà tiếng Anh thì nó sẽ là content.
Trong đây nó sẽ có cái bộ lọc này, các bạn nhìn cái bộ lọc ở đây này, thì các bạn kích vào bộ lọc này, sau đấy các bạn kích vào phần này, phần khiếu nại bản quyền đây đó. Đây, trong đây không có video nào khiếu nại bản quyền hết. Tuy nhiên là thực ra thì các cái video này này, đây 1 2 3 4 5 6 7 8 cái video này mình đã xóa rồi, tại vì khi mà mình nhận được khiếu nại bản quyền cái là mình đã xóa hết tất cả những cái video đấy đi. Thứ hai, nó là một cái bài nhạc thôi, mà gọi là êm dịu dịu ấy, bài nhạc gọi là cinematic documentary. Cái bài đấy thì khi mà mình đau ở cái chỗ mà cậu ấy up ấy, thì cậu ấy kêu là free không bản quyền. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian dùng thấy một loạt video toàn bị đánh bản quyền cái bài nhạc đấy, thì đó là mình phải cẩn thận dùng cái đấy. Khi mà người ta nói là free thì chưa chắc đã là free, người ta nói là không bản quyền chưa chắc đã là không bản quyền, các bạn phải cẩn thận. Đơn giản đây, tất cả video này mà cũng rất là may là những cái video này nó cũng chẳng có kiểu không có đông người xem ấy, không có đông view, không nhiều view ấy, chứ không thì rất là tiếc. Đây, quay trở lại cái chỗ này, tức là bạn phải xóa hết đi, thì bạn có thể chọn này, chọn tất cả video, sau đấy nó sẽ cho bạn là cái action là bạn xóa đi, hoặc là bạn thay nhạc ở chỗ này này, đâu đây này, trên YouTube nó sẽ có thôi, bạn cứ vào đây bạn nhìn, nó sẽ có phần select action ở chỗ này, tức là chọn hành động ấy. Đấy, đấy là xem các cái video nào của bạn vi phạm bản quyền nhé. Thế còn bây giờ bạn mình sẽ cho bạn xem là ai vi phạm bản quyền của mình, thì khi đấy thì các bạn đi đến cái mục này, đây mục bản quyền này, tiếng Anh thì là rồi copyright, bạn kích vào đây, kích vào cái chỗ bản quyền này thì các bạn sẽ nhìn được đây, tất cả các video này là các cái video vi phạm bản quyền của mình, số hàng này trên là 10 này, 1 đến 6, tức là 6 thứ ăn, nó có trước nó có nhiều hơn nữa cơ, nhưng mà sau rồi mình xóa bớt đi. Ở đây nhá, ví dụ cái video này 30% này, cái này từ kênh Jackie Deal này chính là kênh của mình. Trước đấy kênh này của mình có gặp trục trặc, hay là mình đã up một số video lên cái kênh này. Thế là nếu mà là kênh của mình thì mình cứ kệ để đấy thôi, mình không liên quan gì cả, không làm gì cả, kệ nó. Thế còn đây 1 2 3 4 này, bốn ông này, ông Triggered này, Fikaku này, Kaden Smith này, Do You Try It này, có bao nhiêu người đăng ký này, đây 100% video của mấy ông này vi phạm bản quyền của mình. Ví dụ cái này mình sẽ cái này nhá, video này của mình nhá, mình sẽ yêu cầu ông này, ông đề nghị ông gỡ video khỏi, xóa cái video, gỡ video xuống, không thì tôi cho ông ăn gậy. Khi mà mình biết được cái video nào có bản quyền ấy, tức là vi phạm bản quyền của mình ấy, thì mình có hai cái hành động. Một là mình có thể yêu cầu xóa video. Đây là cái mà cậu gì đấy, cậu GC đấy, cậu làm với lại cái video của Sơn Tùng là yêu cầu xóa video. Thế còn yêu cầu cái thứ hai nhẹ nhàng hơn là đây, tức là nhẹ nhàng hơn là tất cả những cái cậu ấy gửi cho mình này, yêu cầu gỡ bản quyền ấy, là cậu gửi email cho mình đó. Thì khi mà cậu gửi email nhé, cậu gửi email như này, đây mình kích vào gửi email đây, chủ đề thông báo này, các bạn nhìn thấy nó có một cái mẫu này, đấy mẫu này, nhập địa chỉ email này, bây giờ mình có thể nhập địa chỉ email của mình vào đây, sau đấy là mình sẽ gửi, thì người ta sẽ gửi cho cái người vi phạm ấy là một cái thông báo là hello, kênh của bạn đã vi phạm bản quyền, video này đã vi phạm bản quyền, tuy nhiên là video của bạn cứ chạy bình thường, nếu mà bạn có kiếm tiền thì tiền đấy sẽ được chuyển về cho mình. Đấy, thế mà mình cứ để kệ đúng không, mình để kệ mà, bao giờ video của người ta kiếm được tiền thì tiền nó tự chảy về cho mình chứ đúng không. Ok, quên, không gửi. Thế còn cái thứ hai ấy, là đây các bạn phải yêu cầu xóa video thì cái này nó nghiêm trọng hơn, tại vì nó sẽ đánh gậy cái video đấy, đánh gậy cái kênh đấy. Đây các bạn có này, tên của bạn này, video bị yêu cầu bị xóa này, cái chỗ này không cần điền. Thế còn chủ sở hữu bản quyền đấy, bạn phải điền đầy đủ thông tin nhé, bạn điền đầy đủ thông tin, tất cả các cái thông tin của bạn này, là kênh của bạn này như nào, ở đâu, địa chỉ như nào, số điện thoại như nào, liên hệ với bạn ra sao, email như nào nhé. Để làm sao để cái người mà nhận được cái khiếu nại bản quyền ấy, người ta sẽ có hai hành động. Một hành động là người ta kiện với YouTube là cái ông này yêu cầu tôi xóa bản quyền, nhưng thực ra video đấy là của tôi, ông ấy nói như thế là không đúng, thì người ta sẽ đưa ra tòa. Khi đấy người ta sẽ liên hệ hai cái địa chỉ đấy, tòa sẽ phân xử, chỉ có tòa mới phân xử được là ai là người chủ sở hữu của cái video đấy thôi nhé, chứ không phải là sơ YouTube người ta không phân xử được. Đấy thì xong đấy là bạn sẽ có hai cái tùy chọn. Bạn có hai tùy chọn, một là gửi thông báo và yêu cầu gỡ bản quyền sau 7 ngày. Ví dụ kích vào đây thì sau 7 ngày, tức là người ta sẽ thông báo cho cái kênh mà vi phạm ấy là sau 7 ngày nếu ông không gỡ thì ông sẽ bị đánh một gậy. Tuy nhiên là cái việc mà nó tức là quyết liệt hơn, đấy là yêu cầu xóa ngay.
yêu cầu xóa ngay, là tức là gửi đến một cái là YouTube cảm thấy chấp nhận một cái là yêu cầu xóa luôn cái video đó và quánh cho một gậy luôn. Đấy thì chắc là cái mấy cậu làm nhạc này, cậu ấy cũng đánh cái MV của Sơn Tùng là như thế này, yêu cầu xóa ngay. Và sau đấy là bạn kích chọn ở đây, chọn vào các thứ thông tin ở đây, tên bạn đây, đánh ví dụ tên kênh của bạn là gì, Jacky Nguyễn thì bạn đánh ở đây, sau đấy bạn gửi, đây bạn gửi đi. Nhưng mà bạn phải chuẩn tất cả thông tin này nhé. Sau khi bạn gửi đi thì cái người mà vi phạm bản quyền, bạn sẽ, người đấy sẽ nhận được cái thông tin như thế nào, đây mình sẽ cho chỉ cho các bạn xem. Tại vì mình cũng nhận được một gậy, chính là kênh của mình ấy. Đây chính là nó là gọi là taken down notice, có đây copyright taken down notice, tức là yêu cầu xóa video ở trên YouTube. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái email đó, nội dung nó như nào. Đây, xin chào Jacky, một cái video của bạn ở trên YouTube theo đường link này đã được yêu cầu xóa bởi thằng nào, đây thằng Wonder Share. Đây xong rồi, video này đã có một, tức là bạn nhận được này, người ta in đậm này, bạn nhận được một copyright strike, tức là bạn nhận được một gậy, bạn đừng nhận được ba gậy, nhận được ba gậy là một kênh của bạn bị xóa luôn. Thì bạn có view detail nhưng mà thôi, cái này không cần. Nhưng ở đây bạn có thể làm gì? Đấy, bạn có thể làm gì? Chứ mình nói lúc nãy là counter notification, tức là bạn kích vào đây để bạn kiện lại với YouTube. Nhưng mà bạn cũng phải điền một số đầy các cái thông tin linh tinh, các thứ về kênh, về video, về đường dẫn, rồi giải thích lý do, các thứ. Nhưng mà cái việc này ấy, thì nó sẽ chỉ dẫn đến là việc là hai bạn sẵn sàng ra tòa giải quyết với cái người chủ này sau khi người chủ này về vấn đề bản quyền. Chứ còn YouTube nó cũng không quyết định gì cả, nó xếp nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Bởi mình cũng từng gửi cái này nhưng mà chẳng ăn thua gì cả. Nhưng mà cái hành động thứ hai ấy là bạn có thể liên hệ, đây react đến cái, tức là liên hệ đến cái địa chỉ email lúc nãy bạn vừa nhập ấy. Địa chỉ email đây, tất cả cái địa chỉ email này nó sẽ show cho người ta, tức là show cho người ta là ai, là người ấy gì, rồi là gửi email như thế nào đấy. Thì các bạn sẽ nhận được cái đấy, bạn gửi được email đến cho người ta là hello, xin chào, đời tôi nhận được cái thông báo gỡ video này, đề nghị ông xem lại, tôi chỉ làm gì đấy, hoặc là xin, hoặc là đàm phán thỏa thuận, tôi sẽ trả ông bao nhiêu tiền để ông gỡ cái video đấy, bây giờ tôi chuyển tiền cho ông như thế này thế kia. Đấy thì là cái mà gửi email để thỏa thuận. Thì sau khi người ta ok, người ta đồng ý thì lúc đấy là video của bạn lại quay trở lại bình thường thôi. Đấy thì thực ra nó có mấy cái đấy thôi, mấy cái về vấn đề bản quyền đấy. Nhưng mà nói chung là làm video thì các bạn chú ý đừng để vấn đề vi phạm bản quyền. Thế còn nếu mà các bạn bị vi phạm bản quyền thì các bạn cũng đừng hoảng hốt, các bạn có thể xem xét một số hành động. Một là nếu như mà nhận được email khiếu nại về bản quyền thì các bạn có thể xóa cái video đấy đi để cho nó đỡ vi phạm. Và thứ hai nữa là nếu như mà các bạn mà nhận được một cái strike thì các bạn hoàn toàn có thể là liên lạc với người ta để thỏa thuận, để người ta có thể gỡ cái gậy đấy cho bạn, gỡ cái strike cho bạn. Còn thậm chí hơn có trường hợp mà cùn hơn, đấy là bạn bị, tức là bị xóa kênh luôn, kênh của bạn bị xóa luôn, tự nhiên nó vi phạm nguyên tắc cộng đồng hay gì đấy xóa luôn. Nhưng mà khi đấy thì các bạn có thêm một cái phương thức nữa, đấy là các bạn lên các cái mạng xã hội ấy, hoặc là các bạn gửi đến cái yêu cầu hỗ trợ của YouTube. Mạng xã hội như là Twitter, chứ tiếc YouTube nó cũng phản ứng nhanh lắm. Ok, video này mình thấy nói cũng hơi dài mà nó không liên quan đến học hành mà liên quan đến làm video. Hy vọng là các bạn xem không bị buồn. Nếu như mà các bạn nào mà có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể hỏi mình bên dưới. Nếu như bạn thấy video này hay thì các bạn có thể like và đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.